Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 1, thông tin từ công an tỉnh Hà Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thế Bình sinh năm 1975, thường trú tại tổ 6, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí để điều tra theo quy định của pháp luật. Theo nhà chức trách, ông Nguyễn Thế Bình đang giữ chức giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Nguyễn Thế Bình, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang, trong quá trình tổ chức mua sắm, trang cấp thiết bị cho các trường năm 2019 và 2020, ông Bình đã có những hành vi sai phạm như cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường, cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình, mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó vào ngày 10 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Vũ Văn Sử, 65 tuổi trú tại thành phố Hà Giang, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bắt tạm giam bị can Trần Tiến bằng 58 tuổi, trú tại thành phố Hà Giang, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi trên. Trong cùng vụ án này, ngày 16 tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thanh Huyền sinh năm 1969, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang và Vũ Thị Thu Hòa sinh năm 1970, nguyên kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận bé 6 tuổi nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, suy hô hấp, hôn mê sau khi ăn kẹo dẻo mắt trâu bán ở cổng trường. Theo lời kể của bà ngoại, sáng cùng ngày nhập viện, bé được bà đưa đến trường mầm non đi học. Đến cổng trường, bà có vào hàng tạp hóa để mua sữa cho bé uống. Lúc này bé đòi bà mua thêm kẹo, bà đồng ý và trẻ chọn loại kẹo dẻo mắt trâu. Sau đó bé được bà đưa vào lớp tập thể dục khoảng 5 phút cùng với các bạn và vào lớp học lúc này cô giáo vào lớp và thấy bé gục mặt xuống bàn lại gần thì phát hiện trẻ đã nằm bất động tím tái khó thở ngay lập tức bé được chuyển đến bệnh viện tâm đức cấp dị vật là miếng kẹo dẻo cắn dở và được chuyển lên bệnh viện nhi thanh hóa bé nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp hôn mê với tiền lượng rất nặng hiện bé vẫn đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện đây là hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh có con nhỏ không cho trẻ nhỏ tự ăn các loại bánh kẹo có nguy cơ hóc, các loại kẹo dẻo hay thạch, đặc biệt là các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan ở các cổng trường. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2024, nhiều trường đại học khối quân đội bổ sung thêm phương thức tuyển sinh bằng việc xét kết quả thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia và phương thức xét kết quả học bạ để tuyển sinh. Tính đến nay đã có 17 trường đề nghị khai thác kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thứ nhất, năm 2024, các trường quân đội sẽ xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tiêu cho xét tuyển của nhóm đối tượng này khoảng 20%. Thứ hai là xét tuyển dựa trên học bạ, trừ Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân y. Theo Trung tá Phạm Hồng Thái, Phó trưởng Phòng Đào tạo Học viện Khoa quân sự, Bộ Quốc phòng, hiện nay Bộ Quốc phòng đang chủ trương xét tuyển học bạ 10% chỉ tiêu. Điều kiện thí sinh phải có điểm học bạ các năm trung học phổ thông đạt từ 7.0 trở lên. Các tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 7.5 trở lên. Bên cạnh đó, ba phương thức xét tuyển truyền thống còn lại là xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông theo quy định của Bộ Quốc phòng, xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong quá trình đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội, thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng trong nhóm trường, không được điều chỉnh từ nhóm trường này sang nhóm trường khác. Giấy đăng ký lưu hành thuốc chậm được gia hạn là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc trong năm 2023. Nhiều ý kiến đề xuất có thể áp dụng gia hạn tự động trong luật dược sửa đổi. Bộ Y tế cho biết để tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị vật tư y tế, Bộ Y tế đang tiến hành sửa đổi Luật Dược 2016. Trong dự thảo Luật Dược sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, quy định các trường hợp gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành không phải thông qua hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đồng thời giảm thời gian gia hạn giấy đăng ký lưu hành từ 3 tháng xuống 1 tháng đối với trường hợp gia hạn không phải thông qua hội đồng. Hiện nay, nhiều ý kiến đề xuất cần tinh giản hơn thủ tục hành chính như áp dụng gia hạn tự động giấy đăng ký lưu hành quy định trong luật dược sửa đổi. Điều này nhằm xử lý rứt điểm nguy cơ thiếu thuốc, tập trung nguồn lực của cơ quan quản lý để quản lý an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng thuốc lưu hành. Quy hoạch Hải Phòng vừa được duyệt có định hướng thành lập khu thương mại tự do trong khu kinh tế ven biển phía nam thành phố để vận dụng những cơ chế chính sách kinh nghiệm, cách làm hay ở trong nước và quốc tế về thương mại tự do áp dụng tại Hải Phòng. Với quan điểm mở rộng, phân bố không gian phát triển, quy hoạch Hải Phòng đã định hướng thành lập khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng với diện tích là 20.000 ha để tận dụng lợi thế của cảng Nam Đồ Sơn và sân bay quốc tế Tiền Lãng. Quy hoạch cũng định hướng sẽ thành lập khu thương mại tự do trong khu kinh tế mới để vận dụng những cơ chế, chính sách, kinh nghiệm, cách làm hay ở trong nước và quốc tế về thương mại tự do áp dụng tại Hải Phòng. Từ đó, khu kinh tế ven biển phía Nam, trong đó có khu thương mại tự do, được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy đủ mạnh để giúp đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế của vùng đất phía Nam Hải Phòng. Tại dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế đường cao tốc đang được lấy ý kiến góp ý, Bộ Giao thông Vận tải có đề xuất thiết kế cao tốc cấp đặc biệt cho phép xe chạy trên 120 km/h. Cụ thể nội dung đáng chú ý trong dự thảo, theo tốc độ thiết kế đường cao tốc được phân chia các cấp gồm cấp 80 có tốc độ thiết kế là 80 km/h, cấp 100 có tốc độ thiết kế là 100 km/h, cấp 120 có tốc độ thiết kế là 120 km/h cấp thiết kế đặc biệt có tốc độ thiết kế trên 120 km/h được nghiên cứu và thiết kế riêng. Còn cấp thiết kế tối thiểu là cấp 80 chỉ nên áp dụng đối với các vùng có địa hình khó khăn như là vùng núi, đồi cao hoặc trường hợp phân chia uh, kỳ đầu tư. Lựa chọn cấp đường cao tốc phải căn cứ vào điều kiện địa hình, quy hoạch mạng lưới đường bộ đã xác lập được cấp có thẩm quyền của nhà nước duyệt trên cơ sở nghiên cứu, phân tích và đánh giá đầy đủ các yếu tố về kinh tế, kỹ thuật và xã hội. Dự kiến nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc sẽ quy định giới hạn một số chỉ tiêu kỹ thuật mang tính chất bắt buộc để tuân thủ áp dụng như một số quy định tối thiểu về mặt cắt ngang Thưa quý vị, theo VGC, nền tảng trò chuyện Discord vừa đưa ra quyết định khó khăn là cắt giảm 17% lực lượng nhân viên, tương đương 170 người. Động thái này diễn ra như một phần của nỗ lực tái cấu trúc tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. CEO Jason Chichon cho biết đây là một quyết định không hề dễ dàng, nhưng ban lãnh đạo tin rằng đây là điều cần thiết để phục vụ tốt hơn cho người dùng, doanh nghiệp và sứ mệnh của Discord trong thời gian dài. Ngoài ra, ông Chichon giải thích rằng Discord đã thay đổi và phát triển đáng kể trong vài năm qua. Công ty đã phục vụ hàng triệu người sử dụng mỗi ngày để kết nối với bạn bè, Tuy nhiên, Discord cũng phải nhìn nhận một số thực tế khó khăn do phát triển quá nhanh chóng, nhân viên của công ty đã tăng gấp 5 lần kể từ năm 2020. Điều này dẫn đến việc công ty phải gồng gánh nhiều dự án hơn và hoạt động kém hiệu quả. Đây là đợt cắt giảm lớn nhất trong lịch sử Discord sau khi công ty đã cắt giảm 4% nhân sự vào mùa hè năm ngoái. Đợt cắt giảm mới nhất này tiếp tục là một giai đoạn khó khăn cho ngành game và công nghệ nói chung. Theo ước tính, chỉ trong năm ngoái, hơn 9.000 nhân viên trong ngành game đã mất việc làm.